tin tưởng là Beauty Sinh Mai thì cũng sử dụng rất là nhiều dịch vụ ở đây rồi, mới luôn đó. Dạ. Cảm thấy dịch vụ thứ nhất là phục vụ của các bạn rất là tốt. Dạ. Dạ. Là tới đúng ngày đúng kỳ, họ có người sẽ gọi nhắc cho thằng người xem việc gì, tại vì hay bị quên lịch á, cho nên các bạn nhắc là một điều rất là tốt. Thứ hai là những cái máy móc hiện đại, thứ ba quan trọng nhất là cảm thấy khi mà mình sử dụng dịch vụ nó có tác dụng, nó làm cho mình đẹp, cái đó là quan trọng. Dạ đúng rồi chị, nên là cảm thấy rất là hài lòng.